Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0296164604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 29 tháng 9 năm 2024. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà luôn ạ. Những dòng hàng lan đẹp, những cây lan đang nụ chuẩn bị cho mùa hoa Tết, mùa hoa xuân. Rất là nhiều những cây lan thuần đẹp với giá cực kỳ là yêu thương để giao lưu với chính chị và bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi chính chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xe báo thì sẽ chưa gồm có phí vận chuyển. Và khi chính chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin đi hoài số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại. Cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng ạ. Và mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị. Và các bạn, những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có ạ? Thì đầu tiên là muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là em có duy nhất 2 lô hoàng thảo hoàng lạp nhé, chú anh chị nhé. 2 lô hoàng thảo hoàng lạp. Lô này em gọi là lô số 1 này. Một lô như vậy là cô chú anh chị về làm một giò rất là đẹp đúng không ạ? Giá là 45.000 và lô số 2 cũng với giá là 45.000 ạ. 2 lô và mỗi một lô sẽ là 45.000 thôi. Với dòng lan rất là đáng sưu tầm và đáng ngắm hoa. Với những chùm hoa vàng rực rỡ đấy ạ. Nó gần như là hoa của Sơn Thủy Tiên, thân lá cũng gần nhiều giống như vậy, cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương cẩm báo ạ. Bất cứ một anh chị chơi lan nào cũng đều mới tập chơi thôi cũng đều có thể ghép được những cây cẩm báo này nhá. Rất là dễ thuần dễ chăm, hoa bền và thơm ngay từ thân lá cô chú anh chị ạ. Cẩm báo với giá chỉ 130 1 kg và giá em sẽ bán ngay từ 0,3 kg nhé. Tức là hơn 30.000 thôi để cô chú anh chị sở hữu cái giò dáng hương cẩm báo. Một dòng hoa rất là thơm và độc đáo trong sân vườn rồi. Và sau này sẽ là những cây lan đùi gà dẹt ạ. Cô chú anh chị thấy là cái mùa gà dẹt bây giờ là cái dòng thân thòng bây giờ là cái bắt đầu là vào tháng 9 rồi. Cây đã bắt đầu là đứng hết ngọn và bắt đầu là rụng lá cô chú anh chị nhá. Một hai tháng nữa thôi là cây sẽ bắt đầu là nhú nụ. Dòng này thì có thể cho hoa thời điểm Tết với những nơi ấm áp. Thì ở đây em đang có 3 lô gà dẹt. Lô này gọi là lô số 1 này, cô chú anh chị về có thể làm một giò to đùng luôn ạ. Lô gà dẹt số 1, một cái phần rất nhiều như thế này, xin phép em được bán với giá sẽ là 80.000 cho toàn bộ cái lô này nhá. Về cô chú anh chị phải làm được 2 chậu. Lô số 2 cũng với giá là 80.000 và lô số 3 cũng với giá luôn là 80.000 này. Hoàng thảo trúc mành. Một cái dòng lan với 3 sắc màu rất là sắc nét. Cô chú anh chị thấy là cây bây giờ cũng đã bắt đầu xuống lá rồi với những cái đốt trúc căng phình đang chờ đợi cho mùa hoa xuân như thế này. Cô chú anh chị nào mà không chơi lan thì nhìn những cây lan mà nó sắc sơ như thế này thì cô chú anh chị nghĩ rằng là nó không có sự sống đúng không ạ? Nhưng mà hoàn toàn cái mùa này cô chú anh chị về có thể là mùa ngắm hoa trọn vẹn nhất, lấy để ngắm hoa trọn vẹn nhất. Giá em đang bán là 150.000 trong kg. Em bán ngay từ 0,5 kg. 0,3, đây 0,3 này cô chú anh chị này. Về cô chú anh chị làm một cái giò rất là to luôn ạ. Tiếp sang bên này đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cây lan thuần rất là xinh đẹp. Đây là cái cây Bangkok Lai nhá, cô chú anh chị nhá. Cái dòng mặt trời Bangkok Lai ạ. Thì ở đây em đang có hoa thơm nhẹ nhàng cô chú anh chị nhá. Hoa thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ, mà cái dòng này thì trong hoa liên tục nhiều lần trong năm. Đây là dòng Bangkok Lai. Thì em có 2 cái mặt hoa này, mặt hoa thứ nhất này. Là cái cánh hoa sẽ là màu cam đỏ như vậy nhá. Và mặt bông thứ hai đây này cô chú anh chị này. Mặt bông thứ hai đây. Đó. Cô chú anh chị nhìn cho em này. Mặt bông thứ hai ở đây. Cô chú anh chị ạ, là sẽ có mặt hoa đỏ và có lưỡi anh tím rất là đẹp, mà cây thì toàn bộ đều là cây lá xếp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Đó thì em đang có 2 cái mặt bông như vậy để cô chú anh chị mình lựa chọn. Và em xin phép được bán một cái cây mặt trời Bangkok Lai với những cần hoa vươn cao xinh đẹp như thế này. Đó. Xin phép em được bán với giá sẽ là 110.000 cho một cây thôi cô chú anh chị ạ. Bangkok Lai sẽ là 110.000 cho một cây nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên đây, đây ạ, hàng về đang nụ đều tăm tắp rất là đẹp luôn như thế này. Cái dòng lan rất là, cái cây này là cây Bangkok Lai, lưỡi anh tím rất là đẹp. Cái này là Bangkok Lai châu hồng gấm ý cô chú anh chị. Sóc cho sắc hoa rất là đỏ đậm cô chú anh chị ạ. Đặc biệt là mang cái lưỡi anh tím của dòng châu hồng gấm lên rất là đẹp luôn. Tiếp sau mè đây sẽ là dòng đen đô da da. Cô chú anh chị nào mà muốn sân vườn của mình rực rỡ quanh năm thì hãy sưu tầm cho em những cây đen đô da da này nhá.
hoa nở quanh năm luôn. Và một cái chậu đen rosaza như vậy, to và nhiều giả hành cô chú anh chị ạ. Về cô chú anh chị trồng ở cây sẽ phát triển rất là mạnh luôn, với giá chỉ 50.000 cho một cây thôi. Đặc biệt em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cây lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài đấy ạ. Những cây lá biên vàng cực kỳ là khỏe đẹp luôn. Mỗi một cây lan hồ điệp lá biên lá phát tài này sẽ có ít nhất là 2 ngồng hoa nhé cô chú anh chị nhé. Hoa này thì em nghĩ rằng là một tháng hơn nữa là cây sẽ bắt đầu là nở hoa, và cô chú anh chị mình sẽ thưởng thức hoa cho đến Tết luôn, bởi vì cái độ bền của cái dòng hoa này nó sẽ rơi vào trên 2 tháng ạ. Sẽ rơi vào trên 2 tháng nhé. Và một cái lô như vậy rơi vào trên 2 tháng thì em nghĩ rằng là cô chú anh chị chơi hoa là đến Tết luôn là vừa. Là mình sẽ có lại tiếp tục là mua những cái bông hoa Tết để mà mình thưởng thức nhá. Hàng này thì không chỉ đẹp hoa mà còn thân lá cực kỳ là đẹp như vậy. Và hàng cũng từ 3 cặp lá trở lên cô chú anh chị ạ, rất là đẹp luôn. Đó, cây to đẹp nhá. Và một cái chậu lan đẹp như thế này xin phép được bán. Hôm nay em sẽ bán với giá chỉ 60.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhá. Bao giá rẻ sập sàn luôn ạ. Cho cả bao cả giá cả thị trường cho cô chú anh chị. Đó, hàng này thì ít nhất là người nơi khác người ta phải bán từ 65 cho đến 70.000. Cây rất là to luôn, giá chỉ có 55.000 cho 60.000 cho một cây. Đó, phiên mai em sẽ xin phép được tăng giá một chút xíu. Đó, còn hôm nay thì em bán với giá là 60.000 ạ. À, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, trước mặt cô chú anh chị đây là một cái lô hàng phải nói là siêu đẹp luôn. Đây là cái cây lan hoàng nhạn lai nhá cô chú anh chị nhá. Đây là cái cây lan hoàng nhạn lai. Cây hoàng nhạn lai ạ, nên là nó sẽ mang cái vẻ đẹp của cái dòng lan hoàng nhạn. Hoàng nhạn lai. Hoàng nhạn lai. Cây này cây hoàng nhạn lai nhá. Còn cây lúc nãy mà em giới thiệu cô chú anh chị, cái hoa đỏ kia là cây Bangkok lai. Bangkok lai hồng gấm, còn đây là cây lan hoàng nhạn lai, nên là cô chú anh chị có thể thấy là mang cái vẻ đẹp của cái dòng lan sắc vàng và cái lưỡi tím. Nói chung là mang cái vẻ đẹp của cây lan hoàng nhạn và đặc biệt là cực kỳ là thơm luôn cô chú anh chị ạ. Và mới cây lan hoàng nhạn lai này, cô chú anh chị về sẽ vừa không chỉ ngắm hoa đẹp mà còn ngắm thân lá cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và một cái cây lan hoàng nhạn lai rất nhiều cặp lá và to vít như thế này, xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 cho một cây nhé. Và tiếp sau bên đây sẽ là cây lan Korat Koki. Korat Koki, và Korat Koki này là một cái mặt hoa mới cô chú anh chị ạ. Như cô chú anh chị biết rồi ạ, là dòng Korat Koki nó là cây lai tạo giống giữa dòng cửu bảo tiên và cây hoàng nhạn, nên là nó mang các vẻ đẹp. Đây cô chú anh chị có thể thấy là cái khuôn hoa của nó gần như là cái hoa của hoàng nhạn, mang cái vẻ đẹp thân lá của hoàng nhạn và bông hoa rất là to của dòng cửu bảo tiên cô chú anh chị ạ. Cực kỳ là đẹp luôn, phải nói là một cái sự kết hợp vô cùng là hoàn hảo. Và cái cây này thì bản lá rất là to nhé cô chú anh chị nhé. Bản lá của nó phải to từ ít nhất là 3,5 cho đến 4 cm trở lên. Đó, những cây VIP như thế này thì cô chú anh chị về mình trồng, vừa là một cây lan, vừa là một cái cây tác phẩm của cô chú anh chị ngắm lá quanh năm. Và một cái cây lan cửu bảo tiên lai Korat Koki rất là đẹp như vậy, xin phép được bán là 200.000 cho một cây nhé chú anh chị nhé. Chắc chắn rằng với những cây lan lá to đẹp như thế này, khi mà nở hoa, cần hoa của nó sẽ rất là dài, xứng đáng của chú anh chị bỏ tiền ra mua một cái cây lan với giá tiền 200.000. Cái bản lá to và rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị những cây lan mà cô chú anh chị đang ngắm thấy cái vẻ đẹp sắc tím rất là tuyệt vời của nó đây ạ. Đây là cái dòng lan vũ nữ cá mập nhé cô chú anh chị nhé. Hoa rất là bền và cực kỳ là thơm, mà nó sẽ cho cô chú anh chị mình hoa quanh năm ạ. Cô chú anh chị có chỉ cần một cái chậu lan như vậy thôi ở ngoài sân vườn ạ, là chắc chắn rằng cả không gian sẽ ướp toàn bộ hương thơm nhé cô chú anh chị nhé. Hoa gần như là đổi màu luôn. Đó, cánh hoa tím rất là đẹp như thế này cô chú anh chị ạ. Đó, một cái vẻ đẹp tím huyền bí tuyệt vời như vậy. Và hàng thì hiện tại đang nụ hoặc là đang hoa, cây rất là khỏe như thế này. Một chậu này em xin phép được bán với giá chỉ 105.000 thôi nhé. Cây lan vũ nữ cá mập cô chú anh chị ạ. À, tiếp sau mè đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này. Với dòng lan mà không chỉ đẹp hoa đâu ạ, mà ngay cả thân của nó sáng bóng như những hạt ngọc luôn. Cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này thì cô chú anh chị thấy là hiện tại thì mặt hàng kg vẫn chưa có bán đúng không ạ. Mặt hàng cân nếu mà có bán thì không bao giờ dưới giá 180. Dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc cô chú anh chị chơi lan lâu mà đã từng chơi rồi thì biết. Một cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc phải rơi tự nhất là 8-7-80 thân hoa trở lên, với những thân thắt đốt sáng bóng đẹp xuất sắc như thế này. Xin phép được bán chỉ có giá là 160.000 cho một giò thôi ạ. 160 cho một giò thôi nhé cô chú anh chị nhé. Mắt nụ đã bắt đầu là nổi rất là rõ rồi. Đây,
từng thân thắp đốt sáng bóng đẹp như thế này. Và sang mè đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu lan sơn thủy tiên ạ. Với những giả hành cực kỳ là bự và một chậu vô cùng là khủng luôn nhé cô chú anh chị nhé. Một chậu rất là to luôn. Cái hàng này thì cô chú anh chị nhổ ra thì một cái chậu như thế này nó phải hơn 1 kg, em nghĩ là như vậy. Sách nặng chịu tay luôn, sum xuê cực kỳ là to và đẹp như thế này. Đó, một cái chậu rất là khủng luôn. Và một cái chậu lan sơn thủy tiên to huỳnh như vậy xin phép được bán với giá là 180 cho một giò nhé cô chú anh chị nhé. 180.000 cho một cái giò lan sơn thủy tiên như thế này. Cô chú anh chị mua một cân cũng rơi vào 190 rồi, mà đây là hàng thuần thì một chậu như thế này là 180, cô chú anh chị cứ tính toán. Và sang mè đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan trầm tím. Em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị chơi lan nào, yêu thích cái dòng lan rừng nào chắc là không thể thiếu cho mình những cái bông trầm tím đúng không ạ? Nó gần như là mang cái hương thơm của cả núi rừng về nhà. Hương thơm và vẻ đẹp của núi rừng về nhà cực kỳ là thơm. Những bông trầm rất là thơm này. Với chậu trầm tím như vậy, thân mập nú luôn, căng mướt như thế này nhá, chú anh chị nhá. Chậu nào cũng như chậu nào, đảm bảo cô chú anh chị rằng có một mùa hoa thơm xuất sắc từ những giò trầm này. Giá chỉ có giá là 55.000 cho một cái chậu trầm tím này thôi ạ. 55.000 thôi cho một cái chậu trầm tím rừng xịn sò, thân mập nú ú hụ như thế này cô chú anh chị nhá. Khi mà nó nở hoa, cô chú anh chị có thể trưng trong phòng khách, bàn làm việc hay là trong phòng ngủ để cô chú anh chị có thể cảm nhận được cái mùi hương thơm tuyệt vời xuất sắc, cái vẻ đẹp mà nó mang lại cho mình một cách hoàn hảo nhất nhé cô chú anh chị nhá. Rồi ạ, ở đây vẫn là những chậu lan trầm tím rừng và đây là những chậu mà đã được trồng trong chậu nhựa giả gỗ như thế này. Thì một cái chậu như vậy xin phép được bán với giá là 70.000 ạ. Tiếp sang bên đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan thanh đạm Indo nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng thanh đạm Indo này bình thường là cái hàng chỉ nhập ở bên Thái về thôi, đây là mặt hoa của nó. Cái dòng thanh đạm Indo thì hoa thơm xuất sắc nhá cô chú anh chị nhá. Hoa thì cực kỳ là sai bông ạ. Cô chú anh chị nhìn này. Mỗi một giả hành có thể cho vài ba cái chùm hoa nhá. Và đây thì em đang có những chậu lan thanh đạm mà thanh đạm Indo rất là tuyệt vời như thế này ạ. Cây cực kỳ là khỏe luôn và hàng là hàng đã trồng thuần sẵn rồi. Và cái dòng thanh đạm Indo này thì bình thường hoa có thể nở vào thời điểm Tết nhé. Hiện tại để cây em nghĩ rằng chuẩn bị là cho đến mùa nụ mới rồi ạ. Và một cái chậu lan thanh đạm Indo như vậy xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. 130 thôi cho một giò thanh đạm Indo này. Hàng trồng thuần của vườn Việt Nam chứ không phải là cái hàng nhập bên Thái về cô chú anh chị, về chỉ việc treo lên tưới nước và cho ít phân nữa thôi là mình chờ đợi cho một mùa hoa mới nhá. Dạ, tiếp sang mè đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan Đai Châu ạ. Đây là những cây lan Đai Châu với những mặt bông hoa hôm nay về, những cái bảng Đai Châu rất là xinh cô chú anh chị ạ. Một bảng Đai Châu như vậy sẽ có 2 cây nhá cô chú anh chị nhá. Sẽ có 2 cây và cô chú anh chị về có thể cho cả cái bảng như vậy vào chậu hoặc là cô chú anh chị có thể treo nguyên cả bảng như thế này để chờ hoa Tết ạ. Một trong những dòng hoa mà không cần phải kích thì vẫn cứ là cái dòng hoa nở đúng hoa Tết nhất trong tất cả những cây lan, cô chú anh chị không cần phải kích gì nhá. Thì ở đây em đang có 2 cái mặt hoa để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn, đó là cái cây Đai Châu màu đỏ sắc pháo này cô chú anh chị này, một bảng như vậy là 2 cây. Và cây Đai Châu màu hồng cánh sen nhé, chú anh chị nhé. Châu hồng cánh sen cũng là một bảng 2 cây và châu đỏ sắc pháo cũng là một bảng như vậy cũng là 2 cây ạ. Xin phép em bán một bảng Đai Châu hồng cánh sen hay là đỏ sắc pháo một bảng 2 cây như vậy, cô chú anh chị đang cùng ngắm ở đây. Đồng giá chỉ có 120.000 cho một bảng thôi. Hàng gần như là không có lỗi lá và rất là tươi và rất là đẹp như thế này ạ. Đó. Hàng sẵn trên cái bảng gỗ cực kỳ là xinh nhá cô chú anh chị nhá. 120.000 thôi cho một cái bảng Đai Châu đỏ sắc pháo hoặc là hồng cánh sen, siêu rẻ cho cô chú anh chị mình sưu tầm ở đây. Và tiếp sang bên đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái mã vanda, những cây vanda cực kỳ là khủng và tất cả hiện tại là đều đang nụ. Một cây vanda như vậy ạ. Cô chú anh chị nào mà đã ngắm vanda rồi thì biết ạ, đẹp mê luôn đúng không ạ? Bông hoa to. Đặc biệt là nó không phải nở một lần cho hoa trong năm mà lại nở rất là nhiều lần hoa trong năm. Hàng nụ cực kỳ là đẹp như thế này này. Cô chú anh chị này, cây này chuẩn bị là bung lụa đến nơi này cô chú anh chị. Thì ở đây em đang có những màu sắc rất là tuyệt vời để cô chú anh chị mình sưu tầm đấy ạ. Cái mặt bông số 1 này, cô chú anh chị này. Mặt bông số 1 đây. Mặt bông số 1 đây nhá cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị thích cái mặt hoa nào thì có thể sưu tầm. Cây rất là to, phải từ cao từ 35 cm cho đến 40 cm trở lên và hàng đang nụ rất là khỏe. Đảm bảo rằng cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa rất là trọn vẹn.
Mặt bông số 1 đây, cây này cây bé tí tẹo thôi mà cô chú anh chị thấy là cái vòi hoa nó rất là đẹp như thế này rồi. Còn cây này thì cực kỳ là khủng luôn rồi cô chú anh chị nhá. Mặt bông số 2 đây ạ. Mặt bông số 2. Mặt hoa đỏ pha lẫn vàng, và mặt bông số 3 này vàng chấm, và mặt bông thứ tư là đỏ chấm nhá, rất là đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Chậu nào cũng như chậu nào cô chú anh chị hãy ngắm kỹ thật là kỹ cho em ạ. Và một cái cây vanda khủng và xuất sắc như vậy xin phép được bán là 130.000 cho một chậu cô chú anh chị ạ. Cây này thì cây to như thế này thì khi mà nó nở hoa thì cái cần hoa sẽ rất là sai bông và cô chú anh chị ngắm hoa sẽ thực sự rất là đã mắt luôn. 130 cho một cây vanda này khủng như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái giò lan. Những cái giò lan 5 cánh trắng họng hồng. Một cái trong những dòng lan mà không thể thiếu trong những cái phiên bán hàng hoa Tết luôn cô chú anh chị ạ. 5 cánh trắng họng hồng không thể thiếu trong những phiên bán hàng hoa Tết. Với cái cánh trắng nuột nà và cái họng hồng nổi bật trên nền 5 cánh trắng rất là mê như vậy nhá. Đây ạ, ngay cả những anh chị chơi lan khó tính nhất thì mặt bông 5 cánh trắng họng hồng vẫn là những cây lan để mà anh chị lựa chọn để chơi những cái ngày Tết đến xuân về. Cô chú anh chị thấy là một ngày Tết, ngày xuân mà cô chú anh chị có một cái giò lan trắng thuần khiết và cái họng hồng nổi bật trên nền 5 cánh trắng tinh khôi như vậy thì em nghĩ rằng là rất là mê đúng không ạ? Cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Thì ở đây em đang có những chậu 5 cánh trắng họng hồng phải rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên, với những cái thân nó mập nù luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em nó quá là đẹp như thế này. Rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên với giá chỉ có 110.000 cho một giò nhá cô chú anh chị nhá. 110.000 cho một giò lan 5 cánh trắng họng hồng như vậy đấy ạ. Hàng bảo hành chuẩn mặt hoa nhé chú anh chị nhé. Bảo hành chuẩn hoa. Và tiếp sang mè đây sẽ là những cái bảng giả hạc Pháp ạ. Mỗi giò giả hạc Pháp như vậy phải rơi từ ít nhất là 8 thân trở lên, mà có những cái thân nó phải dài đến hơn cả 1 mét nhé chú anh chị nhé. Với một giò giả hạc Pháp, khi mà cô chú anh chị sở hữu một giò giả hạc Pháp như thế này là cô chú anh chị sẽ sở hữu ngay một cái tác phẩm đẹp mê như vậy nhé. Khẳng định luôn sẽ là một cái tác phẩm đẹp như thế này cô chú anh chị ạ. Nó phải dài đến cả, có những cây nó phải dài đến hơn cả 1 mét và cực kỳ là mập đẹp. Một giò như vậy phải rơi từ ít nhất là 8 thân trở lên, khẳng định cô chú anh chị. Đến khi mà nó nở hoa chắc chắn rằng sẽ vô cùng là rực rỡ luôn cô chú anh chị ạ. Dạ, cô chú anh chị nhìn này, rất là sum xuê, rất là đẹp như thế này. Cô chú anh chị nhận hàng chắc chắn là sẽ rất là hài lòng, cây cực kỳ là đẹp luôn, thân to mập. Cũng là một trong những dòng hoa sẽ nở thời điểm Tết đấy ạ. Em bán giả Pháp này cũng với giá là 140.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. 140.000 cho một chậu. Và tiếp sang mè đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan trầm rồng đỏ, cũng là một trong những dòng lan sẽ nở hoa vào thời điểm Tết, mà trước đây thì giá một thân có thể lên đến cả vài 300.000 đúng không ạ? Và cô chú anh chị có thể ngắm cho em những cái giò trầm rồng đỏ này, quá là mê luôn đúng không ạ? Cây bây giờ đã đứng hết ngọn cứng cáp như thế này rồi này cô chú anh chị. Đây ạ, đứng hết ngọn và cứng cáp như thế này rồi nhá cô chú anh chị nhá. Sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Một cái giò trầm rồng đỏ như vậy nó phải rơi từ ít nhất là 6 thân trở lên nhé. 5 thân, 6 thân trở lên, đẹp mộng mơ như vậy. Phải nói là một siêu phẩm luôn ạ cô chú anh chị. Với giá chỉ có 101 thôi cô chú anh chị nhé. Hết cái lô này thì em nghĩ rằng là không thể nào mà có một cái lô hàng mà nó rẻ đến như vậy nữa để cô chú anh chị sưu tầm luôn ạ. 110.000 cho một cái giò trầm rồng đỏ đẹp mỹ mãn như thế này. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể mua những giò lan rẻ hơn theo những cái hình mà em đang bán ở đây, cũng là những chậu lan trầm rồng đỏ siêu rẻ ở đây nhá cô chú anh chị nhá. Có thể lấy về làm giống và thưởng thức hoa luôn. Chậu này gọi là chậu 28 này. Xin phép bán chậu này là 90.000 thôi ạ. Chậu số 29 này. Với giá luôn 90.000, đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Ít giò này là có hai thân to, hai thân nhỏ, là 4 thân ạ. Và hình tiếp theo sẽ là chậu 30 này cô chú anh chị này. 30 này em bán luôn là 90.000 ạ. Và 31 này ạ. 31 này bán với giá 80.000 thôi. 32 cũng với giá chỉ có 80.000 thôi. Thân to đùng luôn cô chú anh chị này. Và số giò số 33 này với giá chỉ còn đến 50.000 ạ. Và giò 34 này cũng là 4 thân, tuy nhiên một thân bị gãy. Giò này em bán luôn 70.000 này. Và tiếp sang mè đây ạ. Thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một trong những mặt bông mà cũng không thể thiếu trong những phiên bán hàng hoa Tết ạ. Đó là giả hạc chớp Mỹ này cô chú anh chị này. Hoa rất là thơm, cánh hoa tròn và cánh hoa tím chớp rất là đẹp như thế này. Sai bông vô cùng luôn cô chú anh chị nào. Ở những cái phiên bán hàng hoa Tết thì những cái cây chớp Mỹ này thực sự phải nói là vô cùng là chạy hàng luôn ạ. Sai bông. Và cô chú anh chị cứ tưởng tượng rằng là Tết đến mình có một cái giò lan chớp Mỹ với những cái bông hoa bầu tròn và sai chi chít, cánh hoa rực rỡ như vậy trong nhà thì cũng là một cái điều đáng để mà thưởng thức đúng không ạ?
Thì đây cô chú anh chị, một cái chậu chớp Mỹ như thế này thì chắc chắn là cô chú anh chị có một cái giò lan rất là mê rồi. Thân nào thân đấy to bự luôn nhé cô chú anh chị nhá. Đây cô chú anh chị nhìn em cầm cái thân của nó này. Chậu này gọi là chậu số 17 ạ. Xin phép được bán cả chậu như vậy. Chỉ có giá là 130.000 thôi nhá chú anh chị nhá. Trước đây một thân như thế này, 1-2 năm trước một thân như thế này là lên đến 270 em được bán, 270 một thân cô chú anh chị ạ. Đấy là còn bán rất là rẻ rồi. Còn bây giờ một cái chậu như thế này là 130.000. Chậu này bao lên đến 4 thân luôn. Chậu tiếp theo là chậu số 18. Chậu này 4 thân rất là đều, 4 thân to đều luôn ạ. Xin phép được bán là 140.000. Và chậu số 19, chậu này cũng là 4 thân to nhé cô chú anh chị nhé, 140. Và chậu 20, 130. Và bên này đây sẽ là dòng giả hạt Hawaii ạ. Giả Hawaii thì trước đây cũng là một trong những dòng lan siêu hot hit, bởi vì là những cây lan nở vào thời điểm Tết, chỉ cần 1-2 bông nở thôi rất là thơm rồi ạ. Đây ạ, chậu Hawaii chậu số 21, giá em xin phép được bán là 100.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Chậu số 22 cũng với giá luôn là 100.000 này. Chậu số 23 với giá là 101 ạ. Đó, chậu rơi vào 7-8 thân như này, 101. Chậu tiếp theo là chậu số 24 ạ. Chậu 24. Đó, cô chú anh chị thấy này, rất là chất lượng luôn, có những thân dài đến cả mét luôn này cô chú anh chị. Và thêm vài thân ngắn hơn, chậu này em bán với giá là 110.000. Và chậu tiếp theo là chậu số 25 cũng rất là đẹp. 110.000 luôn nhé cô chú anh chị nhá. Quá là rẻ luôn. Cô chú anh chị ạ, một cái chậu lan vừa giá thể vừa bao nhiêu công chăm sóc và cây giống để một thành phẩm như thế này với giá chỉ 110.000. Bằng 1-2 cái bát phở thôi cô chú anh chị ạ. Nói chung là mua hẳn cả một dàn về để ngắm hoa cho đã mắt luôn. Chậu 26 này, chậu này em bán luôn với giá là 110.000. Và chậu 27 với giá cũng 110.000 nhá. 27 giá hạ oai ạ. À, bên này đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây địa lan. Dòng địa lan cọp đỏ ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng địa lan cọp đỏ này. Một cái dòng hàng hoa chủ yếu là nó sẽ nở vào thời điểm Tết luôn. Cánh hoa vươn cao và cánh hoa bông hoa, cánh hoa vươn cao và với những cánh hoa mảnh rẻ mà lại rất là bền hoa. Và một cái hương thơm phải nói là nó thoang thoảng thôi nhưng mà cực kỳ là đi vào mà thoang thoảng nhưng mà lại cực kỳ là đi vào lòng luôn ấy cô chú anh chị. Rất là thơm nhé cô chú anh chị nhé. Với vẻ thơm, cái độ thơm không phải là thơm nức nở mà mang cái hương thơm phảng phất, nhưng mà rất là phải nói là rất là mê cái mùi hương của nó. Cây lan này thì cô chú anh chị sẽ không chỉ thưởng thức một mùa hoa này đâu ạ. Đây ạ, em thấy là đang có hình như đây là những cái vòi nụ đúng không ạ. Nó sẽ có thêm một mùa hoa Tết nữa để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức nhé. Và một cái chậu lan cọp đỏ như vậy này, đang có một cần hoa và khá là nhiều những cái giả hành như vậy, một cần hoa hoặc một cần nụ, nhiều giả hành như vậy để cô chú anh chị có thể được thưởng thức thêm một mùa hoa Tết nữa. Xin phép được bán là 130.000 cho một chậu nhé chú anh chị nhé. Đây, về cô chú anh chị sẽ biết mặt hoa và hàng thì thuần sẵn trong chậu bằng giá thể vỏ thông, cô chú anh chị mình yên tâm là về chỉ việc tưới nước và chờ hoa thôi nhé. À, sang bên đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những chậu lan đùi gà tròn ạ. Đùi gà tròn đấy cô chú anh chị ơi, rẻ hơn cả hàng cân luôn nhé cô chú anh chị nhé. Một cái chậu mà nhiều thân như thế này ạ, cô chú anh chị biết rằng là chỉ cần một thân gà tròn mà nở thôi là cũng đủ rực rỡ rồi đúng không ạ. Một cái chậu gà tròn to, nhiều giả hành đẹp mê mẩn như vậy, xin phép em được bán chỉ có giá 170.000 cho một giò thôi. Nhổ ra chắc là mỗi một giò này phải đến cả 1 kg ạ cô chú anh chị nhé. Mà toàn thân tơ tít đẹp như thế này, hàng đã bắt đầu là đứng hết ngọn như vậy rồi. 170.000 cho một giò gà tròn. Và sang bên đây thì là những cái chậu kiều lộc bắc, kiều vuông lộc bắc này cô chú anh chị này, về có thể kích hoa để nở vào thời điểm Tết hoặc là để như vậy để cô chú anh chị chờ hoa xuân cho em. Cái giò này và những nơi ấm thì cây kiều này vẫn nở hoa Tết bình thường, cây kiều lộc bắc này. Chậu này xin phép được bán là 100.000 này. Gọi là chậu số 1, chậu số 2 ạ, cái bản lá to ùnh luôn. To như cái bàn tay luôn cô chú anh chị ạ, lá mít to đùng luôn. Chậu này xin phép bán 90.000 này và chậu tiếp theo chậu số 3 em bán luôn 90.000 ạ. Đấy ạ. Và tiếp sang mè đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan đen đô xuân. Phiên nào năm nào thì những cây đen đô xuân cũng là cái mặt hoa chủ lực để mà bán trong những ngày Tết đến xuân về ạ. Sai bông từ gốc đến ngọn, đặc điểm của dòng lan đen đô xuân. Thơm, bền hoa, độ bền hơn 2 tháng. Có thể nở những cái bông hoa với sắc màu như là em đã đưa cô chú anh chị xem đây. Với những cái giả hành căng mướt như thế này này cô chú anh chị này, to đùng luôn như vậy. Đó. Và một cái chậu đen đô xuân to vip như thế này xin phép em được bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 150 cho một giò. Hàng hoàn toàn là hàng trồng thuần sẵn trong chậu như thế này.
Về cô chú anh chị vì chỉ việc treo lên và ngắm hoa thôi, sum xuê luôn cô chú anh chị ạ, sum xuê và khủng luôn, rất là to luôn. Và sang bên này đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan trầm cổ. Thiết nữa em còn quên đấy ạ, những cái chậu trầm cổ, một chậu như vậy phải rơi từ ít nhất là 6 thân trở lên ạ, hàng lá xếp đẹp tăm tắp luôn. Riêng cái dòng trầm cổ này này không thể nào mà lẫn đi đâu được, càng già thì thân nó sẽ càng dần chuyển sang màu xoắn tím đây nhá cô chú anh chị nhá, đây này, càng già thì nó sẽ càng chuyển sang màu tím xoắn như thế này này, và đặc biệt là cái bông hoa đỏ thắm luôn, rất là to, hoa rất là to. Đây là cô chú anh chị của em ngắm cái mặt bông của dòng lan trầm cổ này, bông hoa đỏ rực rỡ như thế này nhá, cánh hoa đỏ sáp bóng và bông hoa rất là to cô chú anh chị ạ, sẽ cực kỳ là nổi bật khi mà nó nở hoa luôn. Và một cái chậu trầm cổ như vậy em xin nhắc lại là phải rơi từ ít nhất là 6 thân trở lên, thân nào thân đấy căng luột luôn cô chú anh chị ạ, rất là đẹp luôn nhá. Nào cô chú anh chị nhìn này, với giá em bán là 130 cho một cái chậu lan trầm cổ như thế này, 130.000 ạ. Cái bản lá dày cộp kìa cô chú anh chị, thân xoắn đỏ xoắn tím rất là đẹp như thế này, bản lá dày cộp mà xếp tăm tắp luôn. Cây này cô chú anh chị về chăm đạt ấy, nó phải dài đến tận khoảng tầm 2 mét, và mỗi thân nó phải to như ngón chân cái luôn đấy cô chú anh chị. Một chậu 4 thân mà cô chú anh chị đã thấy là rất là đẹp như vậy rồi đúng không ạ? Còn đây là cái chậu lên đến 6 thân trở lên nhá. Và tiếp sang này đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những tác phẩm Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố ạ. Đây toàn là những cái bảng mà hàng trồng trên cái bảng gỗ như vậy nhá. Và để được một cái thành phẩm, một cái cây lan cứng cáp, một cái giỏ Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố đẹp như thế này thì người ta phải chăm sóc ít nhất là từ 3 năm trở lên. Từ 3 năm trở lên thì mới được một cái giỏ lan như này. Cây bây giờ để đứng ngọn hết rồi đấy cô chú anh chị ạ. Sai hoa từ gốc đến ngọn luôn, đảm bảo cô chú anh chị. Một cái giỏ lan như vậy thì khi mà cô chú anh chị sở hữu một cái giỏ lan như vậy, đến khi nở hoa phải cả xóm trầm trồ luôn, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ luôn về cái vẻ đẹp của cây Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố này. Một chậu phải tầm 20 thân cô chú anh chị ạ. Một giò như vậy phải tầm 20 thân nhá cô chú anh chị nhá. Giá thì siêu rẻ bèo bọt luôn cô chú anh chị ạ. Một cái giò lan đẹp như thế này chăm sóc đến hơn 2 năm trời, 3 4 năm trời. Đây ạ. Một tác phẩm như vậy, hình này gọi là hình số 8 nhá. Xin phép em được bán giò này với giá chỉ có 160.000 thôi. Đây em đếm cho cô chú anh chị, 2 này, 4 này. Thân căng mập đẹp chưa cô chú anh chị? 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nói chung là đếm cả ngắn cả dài phải tầm hai mấy thân, 160.000 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 9 này. Hình số 9 này em bán là 140.000 nhá cô chú anh chị nhá. Này cũng mười mấy thân, và hình số 10 150 này. Hình số 11 cũng với giá là 160 ạ, và hình số 12 cũng là 160. Và đây là một cái giò Hạc Vĩ rừng rất là xinh. Đó cô chú anh chị này, bắp nguyên. Lấy cả cái giá thể ở trên rừng về như vậy nhá, cái vỏ cây ở trên rừng về này. Đây là cái cây Hạc Vĩ rừng của Cao Bằng ạ. Cái giò cũng rất là xinh ở đây ạ, em xin phép được bán là 50.000 ạ. Bên này đây sẽ là những cây gà trắng này cô chú anh chị, hàng bọn em bảo hành chuẩn hoa. Là những cái giò gà trắng của vườn nhà em ươm kỳ, và là những cây mà trước đây em mua cực kỳ là đắt. Hiện tại thì em nhân giống được nên là em giao lưu cùng cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể thấy là thân trong veo luôn đúng không ạ? Cái giò gà trắng số 14 này em bán với giá 140.000 nhá. Giò số 15 cũng với giá 140.000, và hình số 16 cũng với giá luôn là 160.000 này. Và bên này là một số hình dáng hương đuôi cáo ạ. Một số hình dáng hương đuôi cáo ở đây. Cây hình số 4, 17 cây. Em bán thanh lý xả hàng nhá cô chú anh chị nhá. 17 cây này em bán với giá sẽ là 80.000 thôi ạ. Hình số 5, 18 cây cũng với giá 80.000 luôn. Hình số 6, 14 cây cũng với giá 80.000. Và một cái giò đai châu, hàng này là hàng hoa màu cam cô chú anh chị ạ. Cái này sẽ là cây châu cam, một trong những dòng lan cũng rất là hiếm, cũng không phải là nhiều. Châu cam to đẹp như thế này em bán với giá là 150.000 này. Tiếp sang bên này đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là lô địa lan quân tử mới về của ngày hôm nay ạ. Siêu VIP luôn nhá cô chú anh chị nhá. Hàng thì rất là nhiều cặp lá như thế này này cô chú anh chị này. Cây to khủng luôn. Một cái dòng lan mà đến mùa hoa tới có thể cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp rồi. Về sang một cái chậu trắng đi ạ. Vừa là một cái cây trồng trong nhà, vừa là tạo không gian xanh. Và khi mà nó đến lúc mà nó nở hoa cũng không kém cạnh bất cứ một cái loại lan xinh đẹp nào đâu ạ. Cây địa lan quân tử đây cô chú anh chị nhá. Dễ sống dễ chăm, là cây trồng trong nhà, nó thanh lọc không khí, có thể giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi luôn ạ.
Và một chậu địa lan quân tử như vậy xin phép được bán với giá bao nhiêu ạ? 70.000 cho một cây nhé, chú ý chị nhé. 70.000 cho một cây, hàng vừa về và là những cây mỡ màng và cực kỳ là đẹp như thế này. Cây địa lan quân tử ạ. À, sang mè đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những đặc sản của vùng miền Cao Bằng cô chú anh chị nhé. À, miến rong tre đén ạ, 100.000 cho một túi 1kg. Và nấm hương rừng 140.000 cho một túi nửa kg nhé. Thơm ngát luôn cô chú anh chị, một túi được rất là nhiều. Và tiếp sang mè đây thì rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho kg. Rêu rừng 5.000 cho kg, dớn vụn 4.000 cho 1kg. Duy xanh ạ, 40.000 cho một ống. Duy đỏ 60.000 cho một ống nhé. Và Atonic 12.000 cho một gói. Xúc thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Và Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ. 5.000 cho một cặp. Và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000. B12 giải độc cho cây 30.000. Liền da Mỹ Tiến 40.000. Liền da sẹo đen 55.000. Siêu da dễ N3M 30.000. Ba loại phân bón thông minh tăng trọng có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cát tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ. Kinkin Bun cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Giá dây bộc lan chiều dài 100m rau cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi 1kg. Phân dê đã qua xử lý với giá là 18.000 1kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ như vậy em bán là 40.000. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có ạ. Và em xin phép được dừng clip ở đây ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nhé. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại những cây lan hồ điệp lá biên, lá phát tài, cây từ ít nhất là 2 cần lá, cần hoa trở lên và đẹp mộng mơ như thế này. Rồi nhớ cây nhạn lai siêu rẻ và siêu đẹp luôn. Cây Coracoki cực kỳ là VIP. Chắc chắn rằng là rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Bản lá rất là to. Cây lan Coracoki một màu mới, một cây lan rất là tuyệt vời như vậy. Rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp ở đây này cô chú anh chị này. Bangkok Lai đây cô chú anh chị nhé. Với sắc hoa đỏ thắm mà thơm ngát luôn này ạ. Hoa nở đều tăm tắp luôn. Bangkok Lai. Hoa đỏ lưỡi tím Bangkok Lai hồng gấm ạ. Lai châu hồng gấm nên là ra hoa lưỡi đậu. Bông hoa của nó kết hợp rất là tuyệt vời luôn. Như cây Vanda cực kỳ là đẹp luôn.